Xin trân trọng kính chào tất cả anh chị em đã cùng quay trở lại với em Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Có một địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số hotline liên hệ là 0855 966 966. Ngày hôm nay, em về thêm một chiếc Ford EcoSport sản xuất vào năm 2015, bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng EcoSport. Một dòng xe gầm cao đô thị, một dòng xe ông vua của đô thị, được trang bị dung tích động cơ là 1.5 số tự động, gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Ford. Dòng xe gầm bệ chắc chắn, thân vỏ rất là dày, đi cực kỳ sướng anh chị em nhé. Giá chào bán cho chiếc Ford EcoSport 2015 bản Titan, xe đẹp, máy số nguyên zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản, là 425 triệu, vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt cho tất cả anh chị em. Xe tư nhân, một chủ từ đầu, zin toàn tập, biển 19 đến từ Phú Thọ, và nó mang một cái nước sơn màu trắng ngọc trai. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi quay chi tiết từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe, cũng như là cả gầm bệ và máy móc cho anh chị em. Anh chị em vào xem livestream, các bác tặng cho em xin một nút like. Ai mà chưa đăng ký kênh thì để lại cho em xin một lượt đăng ký kênh. Và xem cho em từ đầu đến cuối để cảm nhận, đánh giá về độ chất, độ đẹp của chiếc EcoSport 2015. Một chủ từ đầu, zin toàn tập này anh chị em nhé. Xe em cam kết là không tai nạn, không ngập nước, đầy đủ giấy tờ hồ sơ pháp lý, và cũng như là về an ninh, về phạt nguội là em chịu hoàn toàn cho anh chị em. Hỗ trợ trả góp được tầm 50% giá trị của chiếc xe. Và em bán xe cũng vận chuyển đến tất cả các tỉnh thành, đến tận nơi, đến tận nhà cho tất cả quý anh chị em. Thì đầu tiên đây thì em sẽ quay về ngoại thất của chiếc EcoSport 2015 này. Các bác quan tâm hãy nhắn qua Zalo hoặc alo trực tiếp đến số hotline của em là 0855 966 966 để còn thương lượng, giá vẫn còn bớt, cũng như là em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh cũng như là tất cả các giấy tờ cho anh chị em để tham khảo thêm. Đầu tiên đây thì phần đèn được trang bị đèn của nó là đôi đèn halogen còn nguyên zin nguyên bản này. Và bóng của nó được trang bị bóng nét anh chị em nhé. Chiếc này đã được lên bóng nét này. Đấy, trong suốt luôn. Đây, hai bên này còn zin còn đẹp trong suốt này. Đèn gầm cũng được trang bị là đèn halo. Ca lăng thì được ốp mạ chrome, biển 19 đến từ Phú Thọ, một chủ từ đầu, màu trắng ngọc trai, sơn xi thân vỏ còn nguyên bản, rất là càng đẹp. Chủ đi giữ gìn, rất giữ gìn anh chị em nhá, nên chất xe còn rất là đẹp. Và chiếc này thì là cũng được độ thêm bậc lên xuống, bậc bước này. Đó. Còn la răng thì được trang bị 4 la răng đúc nguyên bản, sáng đẹp, phanh ABS. Đó. Có phanh ABS mà một dàn lốp Michelin anh chị em nhá, một dàn lốp mít. Chiếc này cũng được trang bị một dàn lốp mít. Đây, lốp phía sau này, lốp Michelin luôn. Bậc bước, bậc lên xuống cũng có luôn rồi. Đấy, còn các cái phần đèn phía sau cũng còn nguyên bản, nguyên zin hết. Và nó còn trong suốt, sáng đẹp anh chị em nhé. Không mất một xăng keo chỉ nào. Các bác có thể mang ra gara, mang ra hãng test thoải mái, hoặc là mời các bác thợ đến xem, mắt thấy tay sờ, giá cả còn bớt, còn thương lượng. Phía sau được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía sau, 4 cảm biến này, rất là an toàn. Có cả camera lùi phía sau luôn cho anh chị em nhé. Còn đây là, vâng, hộp này là hộp lốp dự phòng phụ. Đấy. Rất là thể thao đúng không ạ? Khỏe khoắn, gầm cao, máy thoáng. Bên này cũng vậy, 4 la răng sáng đẹp này. Phía sau được trang bị là phanh của nó là phanh tăng chống, chống trơn trượt. Còn phanh trên của nó được trang bị là phanh ABS, chống bó cứng phanh. Rất là an toàn đúng không ạ? Gầm cao, máy thoáng, 5 chỗ. Trong cái tầm tiền hơn 400 triệu, 400 triệu là anh chị em alo về nhé. Tầm tiền 400 triệu là alo về cho em. Đây, đăng kiểm đến tận tháng 2 năm 2024. Đấy, còn rất dài anh chị em nhé. Phí đường bộ đây này, rất là dài luôn. Còn vào trong nội thất của chiếc xe, em quay luôn cái phần kính cho anh chị em nhé. Đây, zin từ phần kính zin đi. Đấy, 20 năm thông số này. Đây, tất cả các thông số này. Ford EcoSport này, 2015 này. Được chưa ạ? Còn nguyên luôn. Tất cả còn nguyên zin hết. Đây, từ cái kính này. Đấy, thông số còn nguyên hết đây nhá.
Đó. Tất cả các thông số này. Nhìn các bác nhìn chưa? Hất về đời về trước 14 đời nhá. Bao giờ cũng được các cái phần kính hay là các cái phần chi tiết của nó được sản xuất trước xong bắt đầu mới lắp ráp vào. Cho nên bao giờ cũng các cái thông số của nó là phải trước 2015. Xi nhan cũng rất là đẹp đúng không ạ? Còn cái phiên bản đủ thì có cảm biến khóa mở cửa thông minh hai bên và cũng được ốp mạ chrome sáng đẹp. Rất là đẹp luôn. Gạt mưa sau. Đó, cảm biến cảnh báo có. Camera lùi có. Đây, cảm biến này. Còn vào trong nội thất của chiếc EcoSport 2015. Đây, các bác nhìn thấy nội thất của nó này. Rất là tươi. Nội thất là màu đen. Ghế nguyên zin nguyên bản ghế múi. Đấy, nguyên zin nguyên bản ghế múi này. Vô lăng tích cờ phím đàm thoại rảnh tay ga tự động có. Và chiếc này ở phiên bản đủ thì có màn hình giải trí camera nồi đầu DVD. Rồi ở đây là có điều hòa auto. Điều hòa auto anh chị em nhé. Đấy, đề lổ thông minh này. Đề lổ thông minh. Các bác nhìn thấy từ các cái phần táp lô, táp ly, các cái phần nhựa cũng như là ghế da nguyên zin nguyên bản, nó còn rất là đẹp, không bị trầy xước, không bị cũ mờ qua thời gian sử dụng. Một là do chủ đi giữ gìn, bảo dưỡng bảo trì định kỳ. Đấy. Hai là có sự chăm sóc, cũng như là chiếc này chạy rất là ít anh chị em nhé, đi ít thì nó còn đẹp. Chân nỉ nguyên bản có cửa sổ lóc này, cửa sổ lóc, cửa sổ trời này. Rất là đẹp luôn. Còn ở đây coi các phím là chỉnh đèn nhá. Tắt bật công tắc đèn này. Cần đây là cần gạt mưa này. Cần đèn này. Cần gạt mưa bên đây này. Trước sau. Âm thanh của cái dòng này thì nghe cực kỳ sướng. Loa Mỹ nghe rất sướng anh chị em nhá. Gầm cao máy thoáng. Đây gương kính chỉnh điện này. Rất là đẹp đúng không ạ? Táp ly này. Và keo chỉ của nó đây. Quay luôn cho anh chị em xem keo chỉ này. Không mất một xăng nào. Đấy. Tem mác của nó đây nhá. Tem mác này. Tất cả cái ốc bản lề này. Đây, ốc bản lề này. Nguyên zin nguyên bản luôn. Anh chị em mà mua xe của em không đúng như những gì em cam kết, cũng như tình trạng của chiếc xe, mà có lỗi là em hoàn trả 100% chi phí cho anh chị em nhá. 100%. Các bác mà đến mà xem xe mà không đẹp mà lại còn phát hiện ra lỗi, em tặng các bác mỗi bác 10 triệu để các bác về. Các bác đi lại, tiền đi lại cho anh chị em nhá. Đây, nguyên keo chỉ này. Rất là đẹp luôn. Đây, quay luôn cho anh chị em sang bên cánh này. Em quay chi tiết nên các bác xem theo dõi cho em hết clip nhá. Để đánh giá thấy độ chất, độ đẹp. Đời ghế sau càng đét là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. 2015 nhưng chất xe còn rất là đẹp. Trải qua 7 năm sử dụng. Nhưng mà cái dòng này các bác nhìn thấy không? Chiếc này nó còn rất là đẹp này. Táp ly này. Đấy. Sơn xi thân vỏ còn nguyên bản hết. Đây, keo chỉ này. Đấy. Nguyên zin luôn. Tất nhiên là có trong cái quá trình sử dụng ở ốc đây, những cái xước sát nhỏ là không tránh được. Còn về tổng quan là nó còn nguyên bản hết, nguyên bản nguyên zin anh chị em nhá. Từ cái ốc bên đây cũng thế này, các cái thông số này của nhà sản xuất còn nguyên hết này. Rất là tươi. Máy số là nguyên zin anh chị em nhá. Máy số nguyên zin. Còn phần cốp sau đây. Đấy, cốp sau. Cốp sau cũng được trang bị là nút điện, nút điện, cốp điện. Đây, nội thất phía sau rất là đẹp luôn. Phía sau này các bác có thể để đồ, để hành lý. Còn các cái đồ dự trữ cũng như là cái mà các bác có thể tháo lốp dự phòng. Các cái đồ kích thước cũng đầy đủ hết đây các bác nhé. Còn ốc của nó thì nó nguyên zin luôn. Nắp cốp, cánh cốp phía sau này, cánh cửa sau này. Đấy, tất cả còn nguyên của nó, màu trắng. Keo chỉ đây. Tất cả này của nó này. Zin đét này đẹp luôn này anh chị em nhá.
mua bán của em thì có cam kết đầy đủ cho anh chị em, mà có các bác cứ mang ra test thoải mái nha. Còn giá cả thì em vẫn có thương lượng cho tất cả anh chị em, vẫn còn thương lượng. Để em mở cả cái máy ra cho anh chị em tham khảo thêm. Đây, gầm của nó đây, em quay luôn gầm cho anh chị em xem. Đây, gầm đây. Đấy, các bác nhìn thấy từ cái bô nó còn trắng đẹp này. Cái bô đây. Đẹp không ạ? Bô nó còn đẹp như này. Gầm không bị mục mọt anh chị em nhá, không bị han gì, mục mọt vẫn còn nguyên zin nguyên bản hết. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp anh chị em nhá. Còn đến phần máy đây. Quay luôn cả phần máy, phần động cơ cho anh chị em. Còn máy thì khi mà các bác mua xe của em thì em cam kết cả về máy móc luôn. Cam kết cả máy móc luôn anh chị em nhá. Đây lỗi máy móc đây. Đấy. Máy thì em đang lỗ rất là êm luôn. Rất là êm anh chị em nhá. Rất là êm luôn. Các bác nghe thấy không ạ? Rất êm. Ắc quy của nó này vẫn còn đẹp theo này. Và cái ốc của cabo này, cái ốc cabo này. Đấy. Keo chỉ này, cabo này. Nguyên hết này, từ cái tem các bác nhá. Từ cái tem của nó cũng còn nguyên này. Đấy. Rồi. Cabo của bao giờ cũng có chữ for. Đây for này. Đấy. Tem cabo zin. Tất cả của nó còn zin, còn nguyên chữ. Rồi, ốc cả cabo đây. Trải qua thời gian thì nó chỉ bị bẩn thôi anh chị em nhá. Màu trắng thì bao giờ nó cũng có sự ố bẩn đi. Nhìn nó rõ. Còn ốc chân máy đây. Ốc chân máy cũng còn nguyên này. Ốc chân máy này. Đấy, không có vết cà lê mỏ lết nào anh chị em nhá. Trước này thì là zin từ mặt máy zin đi luôn. Đấy, hộp số cũng thế. Rất là đẹp luôn. Máy nổ cực kỳ là êm. Em đóng cái máy nổ cực kỳ là êm. Khi đóng vào thì các bác nghe thấy tiếng động cơ gần như là rất là tĩnh, rất là nghe, rất là khó nghe đúng không ạ? Không thấy luôn. Vâng, thì vừa rồi thì em đã quay chi tiết chiếc EcoSport 2015 bản Titanium. Một dòng xe gầm cao, ông vua của đô thị, xe zin toàn tập. Em đang chào bán với mức giá là 425 triệu đồng. 425 triệu, vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt cho tất cả anh chị em. Hỗ trợ trả góp được 50%, hỗ trợ trả góp toàn quốc và vận chuyển xe đến tận nơi, đến tận nhà cho anh chị em nhé. Các bác quan tâm thì hãy đến chợ ô tô Dũng Audi, lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, mắt thấy tay sờ, cảm nhận đánh giá chạy thử, giá cả có thương lượng. Hoặc alo cho em qua số điện thoại 0855 966 966 để được tư vấn cũng như là chốt chiếc EcoSport 2015 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.